Cuộc hôn nhân lạ lùng của Mông Gia Tuệ, Trịnh Y Kiện từng bị phản đối vì đàn gái mê trò chiếu đen chiếu đỏ, không dám sinh con vì tính cách quá trẻ con, từ bỏ hào quang minh tinh để về quê ngày ngày bổ củi. Giờ đây khi nhắc đến Mông Gia Tuệ, nhiều người chỉ biết đến cô vì là vợ của Trịnh Y Kiện. Thực tế, cách đây 20 năm, Mông Gia Tuệ từng là một trong những nữ thần Hồng Kông sở hữu lượng fan nam đông đảo nhất. Rõ ràng là cặp kim đồng ngọc nữ đẹp đôi vô cùng, vậy mà chuyện tình cảm của họ từng vấp phải rất nhiều điều tiếng. Sau cùng, cặp vợ chồng này đã phải chuyển đến Nhật sinh sống để tránh thị phi và có cách sống khác biệt đến mức ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Mông Gia Tuệ sinh ra trong gia đình đơn thân, chưa chào đời thì bố mẹ đã chia tay, cô phải sống cùng bà ngoại. Năm lên 10, Mông Gia Tuệ nhận cú sốc lớn tiếp theo là con gái cùng mẹ khác cha yểu mệnh. Đó là lý do mà tính cách của Mông Gia Tuệ trở nên bất cần đời. Sau khi nổi tiếng với các bộ phim của TVB, Mông Gia Tuệ thành sao hạng A của xứ Cảng, thù lao đóng phim thuộc hàng top. Trịnh Y Kiện từng được coi là thiên vương thứ 5 của làng giải trí Hồng Kông. Đẹp trai lại tài giỏi, thế nên vây quanh Trịnh Y Kiện chẳng thiếu mỹ nhân. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Thiệu Mỹ Kỳ và Lương Vịnh Kỳ. Thiệu Mỹ Kỳ được coi là người đã giúp tên tuổi Trịnh Y Kiện tăng cao, thế nhưng lợi thế đó chỉ giúp cô giữ chân anh có 7 năm mà thôi. Lương Vịnh Kỳ dù giành được Trịnh Y Kiện từ tay đàn chị, nhưng vẫn chẳng thể vượt qua con số 7 năm. Sau khi quay về với cuộc sống độc thân, Trịnh Y Kiện làm quen với Mông Gia Tuệ thông qua một buổi đánh cầu lông. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Trịnh Y Kiện đã nảy sinh tình cảm với Mông Gia Tuệ, như anh chia sẻ thì đó là duyên phận. Theo Trịnh Y Kiện, Mông Gia Tuệ là cô gái đồng điệu tâm hồn với mình nhất, họ luôn cố gắng để nhường nhịn nhau, cũng bắt tay làm ra những điều cực kỳ trẻ con mà mọi người xung quanh chẳng thể nào hiểu nổi. Đây là điều mà những người bạn gái cũ chẳng thể làm được. Đẹp đôi là thế, nhưng họ lại bị người thân Trịnh Y Kiện phản đối đó. Lý do là vì Mông Gia Tuệ khi ấy sa đà vào trò chơi chiếu đen chiếu đỏ và chứng khoán. Bao nhiêu tiền cô kiếm được từ việc đóng phim và quay quảng cáo đều bị nướng sạch. Không ít lần, Trịnh Y Kiện phải móc tiền túi ra để giúp cô trang trải nợ nần. Vậy mà chàng tài tử này lại bỏ qua tất cả, tổ chức đám cưới vào năm 2013. Sau khi kết hôn, cặp đôi đình đám này thường xuyên nhận được những lời hối thúc sớm sinh con. Tuy nhiên, Mông Gia Tuệ liên tục khẳng định sẽ không có thành viên thứ ba xuất hiện. Bởi tuổi thơ nhiều bi kịch khiến Mông Gia Tuệ mất niềm tin vào bản thân và tương lai, cô từng chia sẻ, thế giới quá phức tạp nhưng cả hai vợ chồng cô đều quá trẻ con, sợ phiền phức. Họ cho rằng mình không đủ khả năng để sinh con và nuôi dạy một đứa bé trưởng thành tử tế. Vào năm 2022, Mông Gia Tuệ thành lập một công ty bất động sản ở Nhật Bản và chuyển đến nơi này để sinh sống, đoạn tuyệt hoàn toàn với làng giải trí. Tưởng sẽ an nhàn hưởng thụ như phú bà, ai ngờ Mông Gia Tuệ lại chọn cuộc sống ở vùng nông thôn. Cô tự tay làm mọi việc để phục vụ sinh hoạt cá nhân, bao gồm chẻ củi. Nhìn những hình ảnh thành thục của Mông Gia Tuệ, ai cũng dễ dàng đoán được cô đã làm việc này suốt thời gian dài rồi. Vì chuyện này mà nhiều người đã phải khuyên Trịnh Y Kiện, anh ở nhà nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhé. Mông Gia Tuệ nhà anh bây giờ không phải dạng vừa đâu. Còn tài tử người trong giang hồ chỉ có thể nịnh vợ, em ấy thật rắn giỏi. Dù chỉ là những câu nói đùa thôi, nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ.